Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự nóng nhất và mới nhất được chúng tôi cập nhật liên tục và phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Ngay sau đây sẽ là những nội dung nổi bật có trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Tàu Trung Quốc vỡ đôi ở Biển Đông vì gặp bão Chabha. Một con tàu của Trung Quốc đã bị vỡ đôi và chìm xuống Biển Đông khi gặp bão Chabha hôm qua, khiến hơn 20 người bị mất tích, Sky News đưa tin. Vụ việc xảy ra khi con tàu Fujian 001 ở vị trí khoảng 186 dặm tính từ phía nam của Hồng Kông. Các nhân viên làm việc trên chiếc tàu công nghiệp này đã buộc phải rời khỏi con tàu sau khi nó vỡ đôi và chìm xuống Biển Đông. Cơ quan dịch vụ bay Hồng Kông đã điều động 6 máy bay để giải cứu các thủy thủ. Cảnh quay kịch tính trên không cho thấy được các thủy thủ giải cứu và đưa lên trực thăng. Ít nhất 3 trong số 30 thủy thủ đã được đưa đến nơi an toàn vào khoảng 5 giờ 30 chiều theo giờ địa phương ngày hôm qua. Nhưng hiện vẫn có 27 thủy thủ mất tích. Bão Chabha là cơn bão đầu tiên trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc. Từ Chabha là tên tiếng Thái của loài hoa dâm bụt. Cơn bão Chabha tấn công Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của lãnh đạo Tập Cận Bình đến Hồng Kông để kỷ niệm 25 năm ngày Anh Quốc bàn giao thành phố này cho Trung Quốc. Chính quyền Hồng Kông đã nâng cao mức cảnh báo cơn bão. Cơn bão này đã đổ bộ vào khu vực phía tây của Quảng Đông, nằm cách Hồng Kông khoảng 137 km. Vào chiều qua, theo giờ địa phương, nó mang lại lượng mưa kỷ lục và nguy cơ thiên tai cao cho các tỉnh phía nam Trung Quốc. Mặc dù sức mạnh của cơn bão Chabha hiện đã giảm xuống, nhưng các trận mưa cực kỳ nặng có thể mang lại lượng mưa lên tới 600mm ở một số khu vực. Phạm vi của trận mưa lớn diện rộng. Cơn bão số 3 năm 2022 đã đổ bộ, mang theo nhiều mưa bão đến miền Nam Trung Quốc. Hiện tại, đợt mưa bão này vẫn đang tiếp diễn. Dựa trên số liệu lượng mưa thực tế, thì đợt mưa này là đợt mưa đầu tiên tại Hải Nam đã có mưa to trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa rất to, trong đó Tam Á có lượng mưa mạnh nhất. Cường độ bão số 3 năm nay vẫn còn tương đối mạnh khi đổ bộ vào đất liền, cường độ bão cấp 12. Hiện đã suy yếu rất nhiều và di chuyển về Quảng Tây. Tuy bão đã suy yếu nhưng mưa do bão mang lại. Hiện tượng hoàn lưu đang tiếp tục, mưa rất dữ dội và sẽ có một loạt các cơn bão dữ dội ở miền Nam Trung Quốc và các nơi khác trong ngày hôm nay. Sau đó miền Tây Quảng Đông trở thành tâm bão và mưa mới. Từ 8 giờ hôm qua đến 8 giờ hôm nay, ở miền Tây Quảng Đông đã có một đợt mưa lớn diện rộng. Hơn 30 nơi trên đất nước tôi trong thời gian này, chủ yếu tập trung ở phía Tây của Quảng Đông, cũng có mưa bão lớn ở một số nơi. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ 8 giờ hôm nay đến 8 giờ ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở hầu hết các tỉnh Quảng Đông, Trung và Đông Quảng Tây. Hầu hết Hồ Nam và Nam Hồ Bắc sẽ có mưa lớn ở các khu vực phía Đông Quảng Tây và phía Tây Quảng Đông từ 100 đến 140mm. Một số khu vực nêu trên kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tối đa hàng giờ là 30 đến 60mm, cục bộ có thể vượt quá 70mm và có thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió mạnh. Về gió mạnh, đài khí tượng dự báo còn có gió giật mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9 ở hầu khắp Biển Đông, ven biển Quảng Đông và Quảng Tây. Cơn bão số 3, Siam 3 đã đổ bộ vào Quảng Đông lúc 15 giờ ngày hôm qua và đi vào Quảng Tây vào ban đêm. Cường độ hiện tại đã suy yếu thành cấp bão nhiệt đới cấp 8. Dự báo trong thời gian tới, Siam 3 sẽ suy yếu dần sức mạnh, di chuyển lên phía Bắc và sẽ đi vào Hồ Nam với áp thấp nhiệt đới trong ngày mai. Dự báo ảnh hưởng của gió và mưa cũng sẽ đi theo hướng Bắc. Trong 4 ngày tiếp theo, do ảnh hưởng tổng hợp của Siam 3 và hoàn lưu vùng áp thấp và rãnh Tây Bắc suy yếu, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và phía Bắc Giang Tô và An Huy sẽ có mưa lớn liên tiếp ở những nơi khác. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu xanh và cảnh báo mưa màu vàng vào sáng nay. Qua dự báo thời tiết có thể thấy, do ảnh hưởng của bão, đợt mưa này ở khu vực phía Nam và phía Bắc của Trung Quốc tương đối rộng và lượng mưa tương đối lớn, đặc biệt là khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, phía Bắc Hà Nam và Bắc Sơn Tây và các khu vực khác. Lượng mưa chủ yếu do ảnh hưởng của bão, có mưa to đến rất to ở hầu hết Quảng Đông, Trung và Đông Quảng Tây, hầu hết Hồ Nam và Nam Hồ Bắc, trong đó có mưa to đến rất to từ 100 đến 140mm ở các vùng phía Đông Quảng Tây và phía Tây Quảng Đông. Bắc Kinh nâng cấp cảnh báo mưa xối xả màu cam.
Dự báo thời tiết do Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đưa ra lúc 9 giờ hôm nay, u ám, ban ngày có mưa nhẹ đến vừa, mưa xối xả cục bộ kèm theo sấm sét, gió Bắc Nam cấp 2, 3, nhiệt độ cao nhất 25 độ C. U ám với mưa vừa và ban đêm, mưa lớn cục bộ kèm theo sấm sét, gió Nam đến Đông cấp 2 hoặc 3, nhiệt độ tối thiểu là 22 độ C. Cảnh báo màu xanh da trời có mưa dông và sấm sét. Trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rõ rệt, mưa dông cục bộ mạnh hơn. Hãy mang theo áo mưa khi ra đường. Chú ý phòng chống sét và an toàn giao thông, đề phòng địa chất thiên tai ở miền núi. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 9 giờ sáng hôm nay. Dự báo đến 8 giờ ngày mai, hầu hết các nơi trong thành phố sẽ có mưa vừa đến mưa to, mưa dọc theo vùng núi và các khu vực phía đông. Các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, sập nhà do lượng mưa lớn có thể xảy ra ở vùng núi nông và có thể xảy ra tích nước ở vùng trũng thấp cần đề phòng. Các huyện Đại Hưng, Bình Quan và Triều Dương đã nâng cấp để phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Huyện Thông Châu nâng cấp để phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Hôm nay, trụ sở kiểm soát lũ lụt của Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đã lập tức phát động ứng phó thứ cấp, các đơn vị triển khai công việc theo đúng phương án chống lũ. Sau khi phản ứng được bắt đầu, tất cả nhân viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt của Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đã đến làm nhiệm vụ. Văn phòng kiểm soát lũ lụt và tất cả các chỉ số phụ đang làm nhiệm vụ và tất cả nhân viên trạm bơm đang làm nhiệm vụ. Tổng cộng có 307 nhóm lớn, các đơn vị cứu hộ vừa và nhỏ đã được điều động và tổng cộng 2.006 nhân viên kiểm soát lũ lụt đã được điều động. Tính đến 8 giờ sáng nay, tổng số 38 trạm bơm nước mưa của Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đã đi vào hoạt động với tổng lượng nước mưa bơm lên là 65.000 mét khối. 11 nhà máy nước thu hồi duy trì bơm và xử lý khối lượng lớn. Đến nay, khu đô thị trung tâm, khu văn phòng hành chính của tiểu trung tâm thành phố, cầu vượt trũng và các trục đường chính ở khu Hui Tan thuộc phạm vi hoạt động của Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đều bình thường. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận sáng nay và nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất tiếp theo. Kể từ 9 giờ sáng, Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp trên một số tuyến. Huyện Hàm Đầu, tỉnh Phúc Kiến đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Đài quan sát khí tượng huyện Hàm Khẩu đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 9 giờ 20 phút sáng nay. Dự kiến lượng mưa ở thị trấn Long Hoa, thị trấn Doan Giang và các thị trấn khác trong quận trong 6 giờ tới sẽ đạt từ 40 đến 60 mm. Hãy chú ý đề phòng các thảm họa thứ cấp như ngập úng đô thị, lũ lụt ở vùng núi và thảm họa đất do lượng mưa lớn gây ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tin mới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở trong các bản tin tiếp theo của bản tin mới. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt bản tin. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình kênh tin mới nhất xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.